Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế vừa tổ chức đại hội chi bộ đảng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Qua 2 năm thành lập và phát triển, trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên hàng năm. Nề nếp dạy và học được duy trì, kỷ cương dạy và học được đảm bảo. Hàng năm có trên 60% học sinh đạt hành kiểm tốt. Công tác xây dựng chi bộ được xác định là nhiệm vụ then chốt và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Vai trò lãnh đạo chỉ đạo của tập thể chi ủy chi bộ được giữ vững. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm trong nhiệm kỳ qua và kết nạp mới 2 đảng viên. Đến nay tổng số đảng viên là 22 người. Vai trò lãnh đạo chỉ đạo của tập thể chi ủy chi bộ được giữ vững. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 2 đảng viên. Đến nay tổng số đảng viên là 22 người. Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy chi bộ với tinh thần trách nhiệm dân chủ. Đại hội đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Trong đó đồng chí Lê Hoàng Tùng được bầu giữ chức bí thư chi bộ, đồng chí Trương Thị Diễm được bầu giữ chức phó bí thư chi bộ trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 27 tháng 4, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố Châu Đốc đi học trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, ban giám hiệu nhà trường thông báo cho từng phụ huynh học sinh về thời gian trở lại trường. Trước khi học sinh đi học lại, nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, trang bị bồn rửa tay bằng nước sạch có xà phòng. Tất cả học sinh, giáo viên đến trường đều phải đeo khẩu trang trên đường đến trường, ở trường và trên đường trở về nhà. Trước khi vào lớp học, ngay tại cổng trường, cán bộ giáo viên nhà trường tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt cho từng em học sinh, vệ sinh rửa tay nhanh bằng dung dịch sát khuẩn. Các lớp học thực hiện giãn cách chỗ ngồi của học sinh và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên theo đúng quy định. Không chỉ giãn cách học sinh trong lớp, nhà trường còn theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường bảo đảm giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi. Bên cạnh đó, trường triển khai dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, có biện pháp tổ chức dạy học theo từng khối lớp và nhóm học sinh để thực hiện giãn cách hợp lý, giao nhiệm vụ cho giáo viên theo hình thức khoán chương trình dạy học theo chủ đề, kết hợp giữa dạy học qua Internet, trên truyền hình với dạy học trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình, bảo đảm kết thúc năm học vào ngày 15 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với những kết quả tích cực của công tác phòng chống dịch bệnh, các biện pháp cách ly từng bước được điều chỉnh phù hợp để dần đưa các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội trở lại trạng thái bình thường, tâm lý người dân ngày càng vui mừng phấn khởi. Vì vậy, nhu cầu giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ gia tăng cao hơn nhiều so với thời gian cách ly xã hội. Mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng được nâng dần. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2020, đặc biệt là tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 480 để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2020. Đặc biệt là tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ có công điện số 480 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2020, yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện một số nội dung. Theo đó, Ban An toàn Giao thông thành phố Châu Đốc yêu cầu các lực lượng chức năng phải có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các đầu mối giao thông trọng điểm như cảng, ga, bến xe. Đẩy mạnh kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ, thô sơ chở người hoạt động trên đường thủy. Có phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức của nhân dân và du khách, đặc biệt là không lái xe sau khi uống rượu bia, dùng chất kích thích. Đặc biệt là thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và an toàn giao thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng để tiếp nhận, giải quyết kịp thời cho nhân dân và du khách. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành công văn số 1436 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Theo đó, vận tải hành khách nội tỉnh như xe buýt và xe khách tuyến cố định chỉ được hoạt động tối đa không quá 50% số chuyến theo biểu đồ, tối thiểu không nhỏ hơn một chuyến một tiếng. Xe taxi và xe trung chuyển hoạt động trong phạm vi tỉnh An Giang. Vận tải hành khách liên tỉnh như xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp, tối thiểu không nhỏ hơn một chuyến một tuyến. Xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp, tối thiểu không nhỏ hơn một xe một đơn vị kinh doanh vận tải. Các đơn vị vận tải hành khách phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành công văn số 1436 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Theo đó, vận tải hành khách nội tỉnh như xe buýt và xe khách tuyến cố định chỉ được hoạt động tối đa không quá 50% số chuyến theo biểu đồ, tối thiểu không nhỏ hơn một chuyến một tuyến. Xe taxi và xe trung chuyển hoạt động trong phạm vi tỉnh An Giang. Vận tải hành khách liên tỉnh như xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp, tối thiểu không nhỏ hơn một chuyến một tuyến. Xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp, tối thiểu không nhỏ hơn một xe một đơn vị kinh doanh vận tải. Các đơn vị vận tải hành khách phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Đối với các xe vận tải hành khách khi hoạt động, chỉ chở tối đa không quá 50% số ghế, nhưng không quá 20 người, kể cả tài xế và phụ xe. Đối với những xe từ 40 ghế trở lên, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe, đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Bố trí hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, không bố trí ngồi gần nhau, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Xe phải thực hiện tẩy rửa, khử trùng xe trước và sau khi đón trả khách. Tuyệt đối từ chối vận chuyển hành khách không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định. Khi vận chuyển hành khách, nếu người điều khiển phương tiện và hành khách có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở, phải kịp thời thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị. Đơn vị vận tải hành khách phải ghi lại các thông tin của hành khách đi trên xe, nội dung thông tin, họ và tên, địa chỉ, cư trú, số điện thoại liên hệ, lịch sử đi lại, điểm đi, điểm đến và số ghế ngồi trên xe, lưu trữ để cung cấp cho cơ quan y tế khi có yêu cầu. Thời gian áp dụng từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 cho đến khi Sở Giao thông Vận tải có thông báo mới. Thưa quý vị, Bộ Y tế ban hành công văn số 2146 ngày 17 tháng 4 năm 2020 về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh.
Đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở khám chữa bệnh do COVID-19 bao gồm người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây COVID-19, người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh. Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly y tế tập trung phải khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh được quy định như sau. Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh do COVID-19 bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với các bệnh khác của người có thẻ bảo hiểm y tế. Chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế, chi phí thực hiện cách ly y tế, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như đối với trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả nêu trên. Bộ Y tế cũng hướng dẫn việc kê đơn thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ, y sĩ kê đơn thuốc căn cứ vào tình trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn của người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, tối đa không quá 3 tháng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Châu Đốc có sự điều chỉnh đơn thuốc đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, người cao tuổi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc tiếp xúc, đi lại trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại cho bệnh nhân để liên hệ khi cần thiết và căn cứ vào số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị để mua sắm, dự trữ thuốc. Lưu ý các thuốc điều trị chuyên khoa tim mạch, đái tháo đường, huyết áp. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh, được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B tổ chức đoàn kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ như các trò chơi điện tử, game bắn cá, karaoke, cơ sở massage làm đẹp trên địa bàn phường và cho các hộ cam kết theo tinh thần công văn số 1436 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Theo đó tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ bao gồm rạp chiếu phim, quán bar, chợ đêm, các trò chơi điện tử, internet, karaoke, kể cả karaoke di động, tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, xông hơi thẩm mỹ, làm đẹp, các sự kiện văn hóa thể thao, lễ hội tập trung đông người, các khu điểm du lịch, di tích, bảo tàng, thư viện trên địa bàn thành phố. Đối với loại hình kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, các điểm ăn uống, giao người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch như phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người, bố trí đầy đủ các dung dịch vệ sinh bàn tay và thường xuyên vệ sinh nơi kinh doanh, khuyến khích các loại hình mua bán trực tuyến, bán hàng mang đi, giao hàng tận nơi, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, tập trung đông người, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, các đơn vị kinh doanh ăn uống vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Ngày 27 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế tổ chức phát 82 quà cho hộ cận nghèo bị ảnh hưởng trong dịp phòng chống dịch COVID-19. Mỗi phần quà gồm gạo, trứng và các nhu yếu phẩm do hộp quà nhân ái Bạn và tôi, thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Các phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tạo sự đoàn kết trong nhân dân nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn vượt qua mùa dịch. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2020, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức tuyên truyền cổ động tại các cơ sở và thực hiện treo pano khẩu hiệu tuyên truyền, pano cổ động tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các xã phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở, các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các điểm văn hóa, thể thao, du lịch với các hình thức, các cụm pano, banner, cờ phướng, biểu ngữ, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo nên không khí sôi nổi của ngày hội trong những ngày kỷ niệm. Vụ hè thu năm 2020, xã Vĩnh Tế xuống giống với tổng diện tích 2.538 ha. Tính đến nay, nông dân trên địa bàn xã đã xuống giống được 1.840 ha. Các giống lúa gieo xạ gồm OM5451, IR50404, Đài Thơm 8. Để vụ hè thu đạt được năng suất và sản lượng đề ra, Hội Nông dân xã cùng cán bộ kỹ thuật viên, nông nghiệp thành phố đã hướng dẫn và khuyến cáo nông dân nên chọn giống lúa chất lượng cao để gieo xạ và xuống giống đúng lịch thời vụ, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 3 giảm 3 tăng.
1,5 giảm nhằm giảm bớt chi phí, góp phần tăng lợi nhuận trong sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.